Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình nhé. Thì hiện tại là mình đang có mặt trên đường Thành Thái, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là khoảng 4 giờ 30 chiều rồi đó các bạn. Bình thường thì cái giờ này là cái giờ cao điểm, cái đường này thì nó rất là đông. Nhưng mà hôm nay thì các bạn thấy rất là vắng vẻ không? Bởi vì ảnh hưởng của dịch nên là người dân cũng rất hạn chế ra đường, và theo sự kêu gọi của chính phủ cũng như là của Bộ Y tế thì người người nên ở nhà, hạn chế ra đường đến mức thấp nhất để mà cùng chung tay với chính quyền và Bộ Y tế đẩy lùi dịch bệnh. Và mọi người dân thì cũng thấy được sự ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đã lây lan ra toàn cầu và trên khắp nơi trên thế giới. Hầu như là nước nào cũng có ca nhiễm. Chính vì vậy thì người dân cũng ý thức hơn, hạn chế ra đường để bảo vệ sức khỏe của mình. Đó. Các bạn thấy bây giờ thì bắt đầu người dân đi làm về giờ cao điểm, nhưng mà đường thì nói chung là vắng hơn ngày thường rất là nhiều đó các bạn. Thì mình cũng không muốn ra đường quay ở này đâu. Cả tháng nay mình cũng ở trong nhà không à, không có đi ra đường. Nhưng mà hôm nay là phải có việc, phải đi ra ngoài, có một số công việc cần giải quyết nên buộc mình phải đi ra ngoài đường để giải quyết công việc. Mình sẵn đi như vậy thì mình cũng quay video clip cho các bạn xem luôn là tình hình người dân Sài Gòn ứng phó với đây là con đường Thành Thái đây các bạn. Các bạn thấy các quán xá, hàng quán đều đóng cửa hết, chỉ được phép bán mang đi thôi, không được tụ tập quá trên 3 người. Tụ tập từ 3 người trở lên là sẽ bị phạt, và khi đi ra đường thì bắt buộc là phải đeo khẩu trang. Nếu không đeo khẩu trang thì cũng bị phạt nha các bạn, và từ 1 đến 300 ngàn. Bởi vì hiện nay thì khắp toàn cầu hơn khoảng 200 quốc gia đã bị nhiễm Covid-19 này, và nặng nề nhất hiện nay là ở Mỹ. Ở Mỹ thì số ca nhiễm rất là nhiều và người tử vong thì cũng ngày một tăng hơn, nên là bây giờ ở Mỹ hầu như tính là vượt mặt Trung Quốc rồi, trở thành ổ dịch lớn nhất của toàn cầu. Và các bạn thấy đó, của một số nước châu Âu thì tình hình dịch bệnh cũng rất là căng thẳng, ví dụ như là đứng đầu là Ý, Pháp, Tây Ban Nha, rồi Anh, rồi còn là những nước ở vùng châu Âu là bị thiệt hại về con người của dịch Covid-19 rất là nhiều đó các bạn. Còn virus Covid này nó rất là bé nhỏ nhưng mà nó gây ra khủng hoảng gọi là toàn cầu rồi. Nếu có chiến tranh hay thiên tai gì xảy ra thì cũng chỉ là ảnh hưởng đến một vài quốc gia, một vài vùng thôi. Nhưng mà cái con Covid này thì hiện tại bây giờ nó ra ảnh hưởng trên toàn trái đất này rồi. Quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng không ít thì nhiều. Và mình đang quẹo từ Thành Thái vào đường 3 tháng 2. Đường 3 tháng 2 là một trong những con đường gọi là sầm uất bậc nhất của thành phố Hồ Chí Minh, một trong những con đường chính của thành phố. Rất là nhiều người, nhiều phương tiện di chuyển trên con đường này, có đường huyết mạch. Bây giờ là 4 giờ 30 chiều rồi, đúng là cái đường này sẽ bị kẹt xe đó các bạn. Cái con đường này vào cái giờ cao điểm thì chắc chắn là sẽ bị kẹt xe, tại vì rất là đông, hầu như ngày nào cũng vậy á. Nhưng mà các bạn thấy thì hôm nay là sự thông thoáng đến kỳ lạ.
còn tình trạng kẹt xe nữa. Chạy rất là thoải mái. Đó là cũng do con virus 19 này gây ra đó các bạn. Nó rất là nhỏ, nó rất là vô hình, mắt thường chúng ta không nhìn được thấy nó đâu, nhưng mà nó lại là đánh gục hàng chục ngàn người rồi đó các bạn. Và hàng trăm ngàn người đã bị nhiễm vì con virus này. Cơ bản thì tại Việt Nam tình hình kiểm soát dịch bệnh này cũng gọi là khá tốt, vì chính phủ làm rất quyết liệt khi con virus này mới hình thành và phát sinh, nên là tình hình được kiểm soát ở Việt Nam tương đối là tốt đó các bạn. Chính rất là đông người di chuyển trên con đường này, nhưng mà thật sự là ảnh hưởng của con là nó vắng vẻ. Dịch bệnh này thì nó không chừa một ai đó các bạn. Thấy bây giờ ở chung cư là một nỗi khổ, một cũng mang một tâm lý rất là lo lắng, bởi vì một tòa nhà chung cư thì có vài ngàn hộ và có vài chục ngàn người sinh sống ở trong cái tòa nhà chung cư đó. Nếu như chỉ cần một người nhiễm Covid thì toàn bộ cái tòa nhà đó sẽ bị phong tỏa và ảnh hưởng tới hàng ngàn hộ dân ở trong cái căn hộ đó. Nhiều khi một đêm ngủ dậy thì sáng đi xuống tới sảnh thì phát hiện cái tòa nhà của mình bị phong tỏa vì có người nhiễm Covid. Đó là một sự gọi là bình thường trong cái thời điểm này đó các bạn, không còn gọi là bất ngờ nữa. Đây là cổng trường Đại học Bách Khoa đây, đóng cửa im lìm. Bình thường thì có vài chục ngàn sinh viên lưu tới cái trường Đại học Bách Khoa này để học tập, nhưng mà trường thì đã đóng cửa nên rất là vắng vẻ. Một số cửa hàng thì đã đóng cửa, nhưng mà vì cuộc sống mưu sinh của những người buôn bán dọc theo các lề đường vỉa hè thì họ buộc phải buôn bán để mà tìm kiếm cơm manh áo hàng ngày. Nhưng mà buôn bán như vậy thì gọi là rất là nguy hiểm các bạn, bởi vì nguồn lây bệnh thì rất là đa dạng. Một ngày tiếp xúc với hàng chục hàng trăm người lạ thì nguy cơ bị lây nhiễm bệnh rất là cao. Mọi người phải chú ý là đeo khẩu trang khi ra đường, rửa tay thường xuyên, về nhà thì rửa tay trước khi vào nhà, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để mà phòng ngừa cái con virus này. Các bạn thấy thì tại châu Âu và tại nước Mỹ thì số lượng ngày chết một ngày một tăng cao đó.
chứ mỗi một ngày thì số người tử vong sẽ tăng cao hơn ngày hôm qua. Đó là một điều rất là đáng sợ, và cũng cho thấy rằng cái dịch bệnh này chưa thể kiểm soát được. Đến ngày hôm nay thì xăng dầu của thế giới đã giảm rất là rẻ rồi các bạn, được đánh giá là rẻ nhất trong 11 năm qua. Hiện tại mức giá xăng bây giờ tầm khoảng 11-12 ngàn một lít thôi, cái giá xăng rất là rẻ. Chứ bình thường nó là cũng 17-18 ngàn, có thời điểm lên 22-23 ngàn một lít. Hiện tại bây giờ thì còn khoảng 17-18 ngàn một lít xăng thôi. Có một số tỉnh thành thì người dân cũng lấy can, lấy bình ra mua xăng về dự trữ, bởi vì giá bây giờ quá rẻ rồi, người ta mua về họ dự trữ để dành xài. Rồi sau này khi mà dịch bệnh qua đi thì chắc chắn là giá xăng sẽ tăng trở lại, nên người ta mua về để dành dự trữ xài các bạn. Rẻ gần 10 ngàn một lít rồi. Thật sự mà gọi là chứa xăng dầu ở trong nhà cũng là một điều cực kỳ nguy hiểm. Nếu như các bạn không có một cái gọi là thiết bị hay là một cái dụng cụ gì mà để dự trữ xăng cho nó gọi là an toàn, bởi vì xăng là một chất rất là dễ gây cháy nổ. Chỉ vì lợi nhuận một vài trăm ngàn mà bạn chứa trong nhà mà lỡ nó phát hỏa lên thì nó thật sự rất là đáng tiếc đó các bạn. Nên các bạn trước khi mà dự trữ xăng dầu trong nhà thì cũng phải cẩn trọng lưu ý đến vấn đề cháy nổ.
mình cũng chạy vòng vòng Sài Gòn những cái con đường lớn, những con đường chính để mà cho các bạn xem là tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn cũng như là sự vắng vẻ của Sài Gòn vào những ngày với lệnh hạn chế ra đường của thành phố nhé. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mà theo dõi những video tiếp theo nha. Cũng chung tay giúp cho kênh mình ngày một phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.